chính đã đồng hành cùng toàn thể quý vị, gồm có một không gian phòng cưới thật trang trọng, lịch sự nhất, một dàn âm thanh cực kỳ hoành tráng, ánh sáng lung linh, sân khấu cực kỳ rộng lớn và đẹp mắt đến từ nhà giàn Hương Nga. Đồng hành cùng đó chính là hai MC Tổng Thuận đến từ xã Thanh An, huyện Điện Biên, cùng với MC Lò Thị Kiên đến từ mảnh đất Mường Nhà, huyện Điện Biên. Và đương nhiên, để lưu giữ lại những hình ảnh tuyệt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu cháu rể của đi đại gia đình hạnh phúc chúng tôi, còn có các kênh YouTube cực kỳ lớn của mảnh đất Điện Biên cũng đang đồng hành cùng toàn thể quý vị. Xin mời quý vị và quý vị để lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đôi bạn trẻ, cũng như của những giây phút ngọt ngào hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ của chúng ta cùng với cả gia đình đại gia đình hạnh phúc, thì các kênh Ova Mường Trời, Trải Nghiệm Vùng Cao, Điện Biên Tây Bắc, Mường Thành TV, Sập Sàn TV, Tây Thành Khắp Xe, kênh Tổng Thuận, kênh Lò Thị Kiên Official và kênh Hòa Nhịp Tây Bắc đã cùng đồng hành cùng với toàn thể quý vị có bài trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì thế, ban tổ chức tôi một lần nữa sẽ được thay mặt cho đại diện hai bên gia đình cũng như là cô dâu và chú rể sẽ gửi lời kính mời tới toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên. Chúng ta sẽ cùng nhanh chóng dò bước hơn nữa, quý vị ơi, để cùng ngồi vào những mâm cơm bàn tiệc mà đã được đại gia đình hạnh phúc chúng tôi bày biện sẵn những món ăn vô cùng đầy đủ và đẹp mắt, và để nhâm nhi ly rượu của hạnh phúc chúc tương lai cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức về miền Hoa Ban, và quý vị có thể dành cho MC Tổng Thuận và MC Lò Thị Kiên một tràng tay thật lớn được không quý vị ơi? Xin được xin chào, cảm ơn toàn thể quý vị. Điện Biên cùng ở câu hát ai vang đôi đôi, câu hát ai vang đôi đôi, về Điện Biên cùng ở, về Điện Biên cùng em, cho mai nắng ban mai xuân về hẹn nhau, chẳng chứa yêu thương giữa núi rừng hoa ban trời, về một thanh Điện Biên, về một thanh Điện Biên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về bên hoa văn đôi lứa giao duyên quanh bếp lửa nhà sàn ánh mắt trao nhau nâng chén rượu đầy vơi tay nắm tay nhau trong vòng trời mùa
sương cỏ trắng ngón bàn, nằm sao mi vẫn buông chờ non léo bàn. Đồng hề mi côn hàng, cầm mưa số bóng điều, sao tay thanh sắc non trang mi phở hạt. Ai cơ bao thanh ngàn, chỉ hoa hột hấp non, khám xa hồi, xin phu mưa giảm non. Sắp con hậu vơi ngâm khiến cân tay lạc đơn. Lấy xôn chờ khi nóng sáng tan vườn hậu. Ai em mãi mong không lại lòng sao ai tìm đủ ơn ai
cây máu mưa đi buồn trốn trên đầu hào trên khắp tận cất xe nhìn tọt có ta sao đồng là người sai có ai ơi là ai ơi ai bắt đầu sẵn có bàn mặt dù cung sùng ngâm ngọt đồng sao ai thân nhiên ai cờ bạc nông nghe phù tay nòng sao tây gần anh ơi hay tù thờ ai nòng sao tây sự có ma tem xa tích nông cột biểu ba nòng trang du nòng trang kỳ nòng thật nhiên nòng mắc ngai lai lai mùa chẳng ai mắc ngai lai nòng sao tây sang mỏ bàn phu ai êm ái nòng tóc lai nòng sao ai tình đúng băng ai êm ai nòng sao tây sang mỏ ma phen xa tích nòng cột biểu ba nòng trang du nòng trang kỳ đồng thật nhiên đồng khóc ai lại đây mùa chẳng ai mặc lại đây nóng sao tây